Và sau đây xin mời nghệ sĩ Tài Hoa, nhạc sĩ Hồ Quốc Việt, thay mặt quê hương và con người Âu Lạc Việt Nam, có đôi lời cảm tạ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Quý vị rất là tốt đẹp. Tôi có làm gì đâu mà cảm tạ hoài vậy, tôi mắc cỡ Ừ. Chào anh. À, con chào sư phụ. Chào anh Mạnh Giỏi. Dạ, con cũng xin kính chúc sư phụ mạnh khỏe, trường thọ cùng trời đất. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Chúng anh cũng như vậy nha. Ừ. Chúng con xin kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị khách quý văn nghệ sĩ, kính thưa các quý thân hữu đồng tu. Có những công ơn cao cả chúng ta không thể nói hết bằng lời bởi những điều chúng ta thọ ân vượt lên trên mọi ngôn ngữ của trần gian hôm nay nhân buổi họp mặt của ngài thanh hải vô thượng sư với các văn nghệ sĩ ngay tại quê hương yêu dấu chúng con xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lên ngài người mẹ vĩ đại của chúng con về những điều ngài đã làm cho quê hương và người con âu lạc tình thương bác ái và bao la của ngài thanh hải vô thượng sư như ánh dương lan tỏa như nguồn sinh khí nuôi dưỡng sưởi ấm và soi sáng muôn trùng vũ trụ tình thương lòng bác ái của ngài vượt khỏi mọi biên giới quốc gia sắc tộc tôn giáo đối với quê hương ngài luôn ân cần nhắc nhở tạo dựng một môi trường xanh sạch qua việc trồng rừng, phủ cây xanh trên những mảnh đồi khô chọc, khuyến khích và cải tạo nguồn nước trong lành qua những phát minh thực tế. Ngài còn giúp bảo tồn những khu vườn sinh thái để các loài muông thú có nơi an toàn cư trú. Đối với những mảnh đời kém may, trong cơn bão lũ hay khốn khó, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đem yêu thương gửi tặng tài chính và hiện vật kịp thời dặn dò các hội viên chúng tôi quan tâm chia sẻ với những người hoạn nạn từng những vật dụng nhỏ bé thiết thực nhất đối với văn nghệ sĩ nơi quê nhà ngài luôn trân trọng và quan tâm sâu sắc đặc biệt là những nghệ sĩ cao niên ngài thường nói nghệ sĩ là những bậc thánh nhân cao cả mang lời ca tiếng nhạc đến an ủi nhân gian họ là những tấm gương cao quý trong việc phục vụ đại chúng chúng ta cần phải biết trân trọng yêu thương và ủng hộ nhiều văn nghệ sĩ đã bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước tấm lòng từ bi bác ái của ngài họ cũng bày tỏ lòng tri ân và ước mong được diện kiến ngài niềm ao ước ấy hôm nay đã trở thành hiện thực Chúng ta đã diện kiến ngài qua cung đàn hạnh ngộ. Đối với đồng tu chúng con, đời này, kiếp này gặp được ngài là ân phúc lớn lao, là nhân duyên đời đời kiếp kiếp chúng con mới có được. Cảm tạ ngài đã ban cho chúng con món quà tâm linh quý báu. Cảm tạ ngài về bài học tình thương dành cho con người và muôn vật trong cõi nhân sinh. Cảm tạ Ngài đã ban giải yêu thương, không ngừng bảo vệ và thăng hoa địa cầu xinh đẹp. Sư phụ Thanh Hải, vô thượng sư, chúng con yêu thương và vô vàn biết ơn Ngài. Chúng con xin cầu chúc Ngài sức khỏe dồi dào, an khang trường thọ, dẫn đưa muôn loài chúng sinh trên hành trình trở về thiên quốc xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây họp mặt và chung vui với ngài thanh hải vô thượng sư kính chúc quan khách có một buổi hội ngộ tràn đầy ân phúc và ý nghĩa xin trân trọng cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn.